cái cách kiến thức như thế nào? Tại vì khi mà mình nghe kiến thức thì mình phải có ứng dụng thì mình mới đạt được cái kết quả. Rồi nha chị, mà mình có mặt trong Zoom thì mình nhanh chóng mình quay lại Zoom với chị ha. Ngày hôm qua thì anh chị đã cùng Trang mình học về đó chính là cái kiến kiến thức bài học hôm trước, đó chính là mình quyền năng của kiến thức đúng không ạ? Bởi vì khi mà bất kỳ những công việc nào, bất kỳ những anh chị mà mình đang thắc mắc cái điều gì thì anh chị có thể mình ứng dụng cái cách đó là mình hỏi quyền năng kiến thức. Và khi mà nếu anh chị nào đúng không ạ, mình khi mà nghe thì dấu hiệu khi mà tiềm thức cho anh chị chắc là cho anh chị thông tin này, nguồn lực này, chính xác chị cần đúng không ạ. Còn khi mà về cái sự định hướng gì cho công việc của chị thì anh chị nên hỏi từ những người mà đã có cái kinh nghiệm trải nghiệm, những người mà đã thành công rồi trong cái lĩnh vực đó thì chị có thể mình hỏi. Tại vì là khi mà chị ứng dụng công thức thì tiềm thức sẽ cho anh chị các nguồn lực, nhưng mà điều mấu chốt đúng không ạ là anh chị cần phải đọc được các dấu hiệu, nó sẽ là những cái con người, là những nguồn lực đỏ cuối cùng để giúp anh chị biết được chính xác cái thông tin mình cần là gì, được chưa ạ? Ok, vậy thì ngày hôm nay Trang chia sẻ chị tiếp là 20 bí kíp sử dụng sức mạnh tức. Thì không biết là ngày hôm nay tất cả chị mình có cái thành công gì hay không? Bạn Nguyễn Trung, bạn có cái thành công gì không? Thì bạn có thể là chia giơ tay để mình chia sẻ được không? Hay là chị Ngãi Mùi? Nào chị Phạm Lệ? Không biết chị Phạm Lệ mình đã được về nhà hay chưa, hay chị vẫn đang ở viện ạ? Chị Nguyệt Tú, ngày hôm nay chị có thành công gì hay không? Tại vì ngày hôm nay chỉ có những chị anh, nhưng chỉ có anh chị em mình đồng hành lâu rồi thôi. Thì mình cứ thoải mái, mình tự tin, mình chia sẻ ha. Hôm nay anh chị đọc được bao nhiêu trang sách đó cũng là một thành công anh chị. Tại vì là mình dành thời gian cho chính bản thân mình mà đúng không ạ? Mình học tập, mình nâng cao, rèn luyện trí tuệ của mình. Hoặc là khi mà chị chép được bao nhiêu trang livestream, hôm nay mình có thêm bao nhiêu khách hàng mới, hôm nay mình có cái tin gì vui đúng không, hay là hôm nay tiền về bao nhiêu, thì anh chị mình có thể chia sẻ thành công ra để khi mà mình tập trung vào thành công thì thành công lại càng mở rộng. Em thấy là chị Nguyệt Tú đang có như muốn chia sẻ đúng không? Chào nhóm trưởng chị Huyền Trang, xin chào các chủ tịch trong nhóm. Gia đình ngày hôm nay có vài cái sự thành công, đó là đọc được 40 trang sách sách nhà lãnh đạo không chức danh và đại lý chuyển tiền hàng cho, và hôm nay giao thành công một đơn hàng. Yes. Hay quá. Ngày hôm nay thì cũng hoàn thành tốt tất cả các công việc trong nhà, cũng như là những cái và xem livestream của chị Trần Dung ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì đi ngủ sớm nên là ngày hôm nay xem lại. Ừ, hay quá. Chị còn có thành công gì nữa không? Bây giờ chưa nghĩ ra thành công nào để chia sẻ. Ok chị. Ok, mình anh chị cho gửi một lời chào, gửi một lời chúc mừng đến chị Nguyệt Tú đúng không ạ? Hôm nay thành công rất tuyệt vời. Ngày hôm nay thì em cũng có một thành công, đó là mình có thêm hai người bạn, hai mối quan hệ mới. Thứ nhất là trước đó thì các bạn ấy đã biết đến mình rồi, nhưng mà sau khi trong một cái quá trình mình học tập, mình phát triển, có thể là mình chưa đạt cái thành công lớn, nhưng mà thấy mình phát triển từ cách thay đổi mọi thứ anh chị, dần dần thay đổi mọi thứ ấy, thì khi mà các bạn đó nhìn thấy mình có sự thay đổi như vậy là đã nói chuyện lại với mình này, thứ hai nữa là muốn đồng hành với mình, đó là một cái điều rất rất tuyệt vời chị. Hôm nay Trang có thêm hai mối quan hệ mới, và thứ hai nữa là ngày hôm nay tiền về là 130.000, và thứ ba nữa là mình cũng có nghe và cũng có xem livestream của tỷ phú chị Dung. Hoặc là những chị mà mình đang có những thành công gì thì mình có thể là mình tập trung vào thành công để mình thành công nuôi dưỡng thành công đúng không ạ? Và những thành công này sẽ là nền tảng cho thành công kế tiếp. Và khi mà mình luyện tập, mình tập trung những thành công nhỏ như vậy thì nó sẽ là những cái bước đà để giúp chị đạt những thành công lớn hơn. Rồi ok, vậy thì không có chị em nào mình chia sẻ thành công nữa, thì ngày hôm nay thì em chia sẻ tiếp với chị 20 bí kíp còn lại. Và khi mà Trang chia sẻ xong đúng không ạ, thì Trang lại lại gọi tất cả chị em mình có mặt trong Zoom để mình chia sẻ, để khi mà mình cũng để anh chị xem là xem anh chị mình có hiểu bài hay không đúng không ạ, và các anh chị ứng dụng như
nào. Điều một chút là anh chị đã thực hành và mình ứng dụng trong cái công việc của mình hay chưa, được chưa ạ? Và cái bí kíp số 11 đó chính là anh chị cần phải tin tưởng và nhất quán 100% về kiến thức. Chính xác rồi anh chị, nếu mà mình không tin tưởng thì bất kỳ cái công việc gì mà chị làm, bất kỳ anh chị tin tưởng ai, chắc chắn là chị sẽ không không thể nào mà anh chị tin tưởng thực sự họ được. Và thứ hai nữa là anh chị không hoàn thành được cái công việc đó. Và tiềm thức cũng như vậy, nếu mà chị không tin tưởng tiềm thức thì cũng giống như là kể cả anh chị có ra quyết định gì, anh chị có đặt cái mục tiêu gì thì chắc chắn bây giờ là tiềm thức sẽ không hưởng anh chị đâu. Thế nên là mình cần phải tin tưởng và nhất quán 100% tiềm thức và kiến thức, đúng không ạ? Và niềm tin thì đến từ sự hiểu biết. Thế nên là nếu mà anh chị mình bị tụt năng lượng và mình thật sự mình chưa tin tưởng vào tiềm thức thì ngay lập tức, đúng không ạ, mình hãy đọc sách thật nhiều lên, mình hãy đọc kiến thức về siêu hạnh thức này. Và thứ hai nữa là chính là anh chị cần phải làm sao ạ? Anh chị cần phải đọc những cái kiến thức nâng cao chỉ số thông minh tài chính lên. Và khi mà chị đọc những cái cuốn sách do các tỷ phú là họ biết như vậy thì chị tăng niềm tin này, anh chị tăng tư duy này, và như vậy thì anh chị sẽ tin tưởng hơn rất nhiều. Và thứ ba nữa là anh chị cũng phải cần xem lại cái kiến thức về bộ công thức ứng dụng trong 30 ngày để giúp anh chị có thể mình đạt được cái chính xác cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Và khi mà tư duy chị tăng lên, niềm tin chị tăng lên thì chị mới đạt được mục tiêu. Và bây giờ thì em có thấy chị Lê An là chị mới, đúng không ạ? Chị nói chuyện lại với nhóm trưởng hoặc là những người bạn mà đã gửi link cho chị đấy, để chị thay đổi lại tên đúng pháp chị ha. Rồi anh chị quay trở lại, và khi mà giống như là cái việc là nếu mà chị không tin, đúng không ạ, thì ngay đầu tiên là anh chị đặt mục tiêu là hôm nay ngày 30 tháng 10 tôi có tổng lợi nhuận là 10 triệu đồng. Nhưng mà, đúng không ạ, anh chị nói cái từ nhưng mà, thì ngay sau khi mà anh chị nói cái cụm từ nhưng mà như vậy là chị đang phủ định đi cái lời, đúng không ạ, những cái lời quyết định mà chị đã quyết định từ trước rồi. Thế nên là anh chị cần phải làm sao ạ? Anh chị cần phải khẳng định và hành động như thế mình đã đạt được rồi, đúng không ạ? Và đôi khi anh chị mình cứ ra quyết định trước, và thứ hai nữa là anh chị cần hành động liên tục. Thứ hai, hành động ở đây là gì ạ? Hành động ở đây là chị học tập này, anh chị làm việc này, đúng không ạ? Thì như vậy thì tiềm thức mới có cơ hội để chị để thực thi cho anh chị được cái mục tiêu đó. Giống như là khi mà chị đặt cái mục tiêu ra thì giống như là khi mà chị mà mình đang kinh doanh đi, đúng không ạ, thì khi mà chị hành động là sao ạ? Anh chị đi kết nối khách hàng, nói chuyện khách hàng này, tương tác khách hàng này, và mình đăng bài này, đúng không ạ, thì như đó anh chị đang hành động rồi. Và thứ hai nữa là chị đang học tập để anh chị nâng cao tư duy là chính. Như vậy là chị đang hành động rồi. Như vậy thì tiềm thức sẽ hút được anh chị chính xác những cái người mà anh chị đang nói chuyện với khách hàng như vậy. Thì sẽ là cái sẽ có những cái khách hàng người ta có nhu cầu mua sản phẩm với chị. Thì đó chính xác là chị đang đang hành động giúp cho tiềm thức hưởng ứng cho chị nhanh hơn để chị đạt được cái mục tiêu của mình. Thế nên là anh chị cần phải là sao ạ? Cần phải tin tưởng những cái mục tiêu anh chị đặt ra, được chưa nào? Và đôi khi mà chị bị tụt năng lượng, đúng không ạ, ngay lập tức là có thể mình đang gặp cái chuyện gì đó thì mình có thể nói chuyện thêm với những người bạn của mình nói chuyện thêm với những chị ông trưởng, bởi vì những chị ông trưởng là những người mà đã có ứng dụng, có kết quả trong nhiều năm rồi, đã có kết quả lớn về cái việc mà mình ứng dụng bộ thức rồi. Như vậy thì làm sao khi mà chỉ cần anh chị chia sẻ ra thôi là người ta sẽ biết được rằng là anh chị đang gặp cái nối thắt ở đâu. Và khi mà chị chia sẻ như vậy thì chắc chắn là họ sẽ gỡ được cái nút thắt của chị, và ngay lập tức là chị sẽ quay trở lại trạng thái rất là vui vẻ để chị thoải mái hơn, mình tập trung vào công việc. Và Trang vẫn lưu ý anh chị rằng là nếu mà mình đang kinh doanh, đúng không ạ, thì cái thái độ của mình rất là quan trọng và cái cảm xúc của mình rất quan trọng. Cái thái độ đây là chính là khi mà chị tập trung này, hoặc là khi mà chị cảm xúc anh chị vui vẻ thoải mái tinh thần này, đúng không ạ, anh chị tập trung vào cái mục tiêu, tập trung vào cái lợi nhuận khách hàng của mình, thì anh chị rất là dễ dàng để mình đạt được. Có phải là khi mà chị tập trung vào khách hàng này, tập trung vào cái lợi nhuận của mình, thì anh chị có thấy là khách hàng của mình người ta nói chuyện với mình nhiều hơn này, mình kết nối dễ dàng hơn này, đúng không ạ? Và thứ hai nữa, anh chị tập trung vào lợi nhuận thì anh chị có phải là mình thấy được nhiều nguồn tiền đến với mình nhiều hơn hay không? Và thì ngay sau khi mà chị thay đổi cái trạng thái, thay đổi cái thái độ này, thay đổi cái suy nghĩ của mình, tập trung vào cái điều tiêu cực, đúng không ạ, tập trung vào cái điều mà mình không mong muốn, thì ngay lập tức là những cái chuyện đó nó cũng tương tự xảy đến với chị. Thế nên là ngay cả khi mà trong kinh doanh hay là bất kỳ những cái công việc khác, hay là cái công việc mà chị đang làm việc là về ổn định đi, thì mình cũng cần phải là giữ cái thái độ một cách thoải mái nhất này, tinh thần tập trung nhất, đúng không ạ? Và mình một cái thái độ rất là tích cực để giúp anh chị có thể mình đạt được cái mục tiêu của mình nhanh hơn, được chưa ạ? Và khi mà chị ứng dụng bộ thức như vậy thì anh chị hãy coi như tiềm thức như là một người bạn, một người anh chị em trong gia đình của mình, bởi vì tiềm thức như là một cái cộng sự để ra ngoài để làm việc và giúp cho anh chị đạt cái mục tiêu của mình nhanh hơn. Và Trang vẫn xin lại là khi mà anh chị ứng dụng bộ thức, đúng không ạ, thì sẽ giúp anh chị đạt cái mục tiêu của mình nhanh hơn rất là nhiều, tìm được chính xác cái con người có nhu cầu trong cái sản phẩm, trong cái lĩnh vực của anh chị, nó rất là dễ dàng so với cái việc là
trước đó nếu mà chị chưa biết đến sức mạnh thức thì anh chị cũng đạt được thôi, nhưng mà nó rất là lâu anh chị. Nhưng mà khi mà chị biết đến sức mạnh thức rồi thì nó như là một cái công cụ để giúp chị đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn. Thay vì vậy các bạn, mình hãy dùng đòn bẩy để kiến thức về vốn thức ra tuyệt vời để giúp chị đạt được mục tiêu của mình. Bởi vì là tất cả những người thành công trên thế giới đúng không ạ, mọi người đều khuyên anh chị đọc về sức mạnh thức. Như vậy thì nếu mà lần đầu tiên anh chị mới biết đến sức mạnh thức thì nó không sao hết, tại vì từ trước đến giờ anh chị chưa bao giờ sách hay là chị chưa bao giờ nghiên cứu các tư duy, các kiến thức, các cuốn sách của các tỷ phú ra. Thế nên là chị chưa biết về kiến thức sức mạnh thức thì nó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Như vậy thì chỉ cần khi mà chị biết rồi đúng không ạ, thì chị hãy học tập. Có thể là ngày 1, ngày 2 chị chưa dễ hiểu, nhưng mà mình cứ nốt lại, mình cứ ghi chép lại. Và khi mà dần dần thì đến khoảng đâu đó 3-4 ngày sau đúng không ạ, thì ngay lập tức là chị sẽ dễ hiểu hơn và mình dễ ứng dụng hơn rất là nhiều. Tại vì là không thể nào mà chị đòi hỏi là ngày 1, ngày 2 mà chị hiểu được. Thật ra chị, những cái kiến thức này những cái người thành công họ phải nghiên cứu vài năm đến là hàng chục năm người ta mới ứng dụng ra được, người ta mới tìm ra được cái kiến thức sức mạnh thức. Và ngay cả nó tập đúng không ạ, chia sẻ chị về bộ thức này thì tất cả những anh chị ông trưởng người ta tạo ra cái bộ thức này thì cũng phải từ 5 đến 6 năm người ta mới tạo ra được cái bộ thức. Thế nên là chị học ngày 1, ngày 2 nó chỉ là cái mới chớm thôi chị, và khi mà chị học trong một tháng nó chỉ là cái kiến thức căn bản thôi, nó vẫn chưa phải là tư duy gốc rễ của chị. Thế nên là mình cần phải học tập nghiêm túc và mình cứ có cái sự kiên trì đúng không ạ, cái sự kiên trì. Và khi mà anh chị có sự kiên trì như vậy thì cái kết quả chị nó đến anh chị rất là tuyệt vời. Thế nên là mình cần phải tập trung và chị hãy xem là kiến thức như là một người bạn, một người cộng sự hữu hình anh chị ha. Vậy thì khi mà chị biết đến sức mạnh thức và khi mà chị hiểu về sức mạnh thức này thì chị rất là dễ dàng để mình đạt được cái mục tiêu của mình. Thế nên là chị cần phải tin tưởng và nhất quán 100% về tâm thức. Và khi mà chị hiểu rất là rõ đến các kiến thức căn bản nền tảng và các kỹ thuật khoa học thì anh chị rất là dễ dàng để mình ứng dụng. Thế nên là nếu mà chị nào mà mình chưa thật sự mình hiểu kỹ về sức mạnh thức thì anh chị cần phải xem lại kiến thức ha. Bởi vì có thể ngày hôm nay anh chị nghe thì rất là dễ hiểu, nhưng mà nếu mà chị không ứng dụng vào trong cái công việc của mình, trong cái lĩnh vực của mình thì chắc chắn điều rằng là anh chị sẽ quên ngay lập tức. Và anh chị không ứng dụng thì nó chính là cái kiến thức ở trong sách vở của mình thôi, được chưa ạ? Bởi vì đó là cái quy luật đầu tiên, đó là cái bí kíp đầu tiên, đó là mình cần phải tin tưởng và nhất quán 100% lập tức. Và cái bí kíp số 2 là chỉ là anh chị cần phải ứng dụng ngay lập tức. Giống như cái việc là khi mà nhóm tập chia sẻ về bộ thức đúng không ạ, 6 bước làm hàng ngày, thì liệu rằng là anh chị nghe rất là nhiều rồi, ngày hôm nào đúng không ạ, hôm nào tất cả chị ông trưởng cũng chia sẻ là anh chị cần phải làm 6 bước hàng ngày. Nhưng mà liệu rằng là có những chị nào mình làm đúng không ạ, chỉ có những chị nào mà mình làm thì nó mới giúp anh chị tạo ra cái kết quả. Bởi vì khi mà chị nghe thôi, anh chị nghe cảm thấy là ồ, ngày mai mình làm được, ngày hôm nay mình lười lắm thôi, ngày mai mình làm được. Thì khi mà chị có sự trì hoãn như vậy thì anh chị sẽ liên tục mình sẽ có sự trì hoãn và mình sẽ không bao giờ làm nữa chị. Thế nên là khi mà anh chị ngày hôm nay đúng không ạ, có những cái kiến thức gì, có cái bài tập gì thì anh chị hãy ngay lập tức là mình ứng dụng ngay lập tức để mình có cái kết quả. Và khi mà giống như cái việc là mỗi một ngày đúng không ạ, sẽ là những cái kiến thức khác nhau và những cái bài tập khác nhau, và những cái kiến thức này đã có ứng dụng và có kết quả rồi, thế nên là nó đã được tổng hợp ra thành bộ công thức rồi. Thế nên anh chị cần phải làm chuẩn chỉnh và chuẩn chỉnh anh chị ha, mình cần phải làm ứng dụng tất cả những cái bài tập để giúp anh chị có cái kết quả lớn hơn rất nhiều. Bởi vì anh chị cứ để ý đi, nhóm tập mình đúng không ạ, nếu chị nào mà mình có ứng dụng có kết quả lớn là bởi vì mọi người ứng dụng rất nghiêm túc, học tập rất là tập trung, thế nên là mọi người có kết quả rất là tuyệt vời. Và có những chị nào mà mình học một cách hời hợt thì cái kết quả chị đến nó cũng rất là hời hợt. Và mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình cũng vào học tập đúng không ạ? Mình cũng học tập, mình cũng đồng hành cùng nhóm tập cùng với môi trường như vậy, tại sao mình lại không có kết quả lớn? Trước khi mà anh chị trách người khác đúng không ạ, thì anh chị hãy suy ngược lại mình, thử xem là mình đã thật sự nghiêm túc hay chưa? Thật sự là mình đã chăm chỉ để mình học tập, thật sự là mình đã chăm chỉ để mình làm hay chưa? Đúng không ạ? Thì mình khi mà mình xem cái thái độ của mình trước thì khi đó mình hãy trách người khác. Bởi vì thường thường khi bản thân Trang cũng như vậy, khi mà mình gặp một cái chuyện gì đó, thường thường là mình hay bị là cái tư duy đổ lỗi anh chị, là mình hay trách người khác. Nhưng mà ra anh chị có hỏi ra là thật ra là mình đã thật sự tốt cho người khác tốt lại với mình hay chưa, đúng không ạ? Thật ra là khi mà mình đã thật sự nghiêm túc với chính bản thân mình hay chưa, thì khi mà bản thân mình nghiêm túc rồi đúng không ạ, thì khi đó thì mình hãy xem lại tất cả bên một xung quanh anh chị, là xem là người ta có tốt hay là có như thế nào hay không, thì đó anh chị hãy xem xét đúng không ạ. Thế nên là trước khi mà mình phán xét ai đó thì mình hãy xem lại chính mình chị ha. Đó là cái cách mà anh chị có thể mình ứng dụng sức mạnh thức ngay lập tức. Và cái cách mà chị
ứng dụng sức mạnh thức bằng bộ ung thư anh chị rất là hay. Bởi vì Trang trước đó khi mà Trang biết đến sức mạnh thức thật sự ra là một cái kiến thức rất là mới và Trang không hề hiểu, anh chị thật sự không hề hiểu. Và thì đó thì mình cũng chỉ là học tập và mình cũng ghi chép lại thôi chị. Thật ra thì mình nghe như là việc nghe sống vậy. Tại vì từ trên giờ mình không hề yêu thích đọc sách, cho nên là mình cũng không có kiến thức căn bản nền tảng gì cả. Nhưng mà mình được một cái là với sự chăm chỉ, mình rất là chăm ghi chép và mình rất là chăm học tập. Và khi mà mình học tập chăm như vậy thì đâu đó 3 đến 4 ngày sau thì bắt đầu Trang mới dễ hiểu. Thật sự Trang còn bị, lúc đấy mình còn chưa mua sách đấy chị. Mình còn chưa mua cái cuốn sách sức mạnh thức và mình còn không hiểu là sức mạnh thức từ đâu ra. Mà rõ ràng là mình học gần một tuần đấy chị, gần một tuần rồi mình vẫn không hiểu là tại sao lại có sức mạnh thức. Thế nên là mình đặt chỉ mình có cái suy nghĩ trong đầu thôi. Nhưng mà về sau khi mà mình nghiêm túc, mình học tập, mình xem là từng ngày những cái nội dung về bộ thức như thế nào và được nhóm trưởng chia sẻ phân tích thật là kỹ, thì đó Trang mới hiểu rằng là tại vì mỗi một người ai cũng có sức mạnh thức, nhưng mà chỉ có điều là mọi người đã cái cách mình ứng dụng, mình khai phá cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình để mình có cái kết quả nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn hay chưa, đúng không ạ? Thế nên là khi mà bộ công thức này cũng được rất là nhiều anh chị nhóm học tập, hơn 1.000 anh chị em, mọi người có kết quả rất là lớn rồi. Thế nên là kiến thức này không phải là do may mắn đâu anh chị, mà là cái kiến thức này là khoa học logic. Những anh chị nào mà mình biết đến bộ công thức thì mình hãy học tập và mình ứng dụng thật là nghiêm túc để giúp anh chị mình có cái kết quả lớn hơn rất là nhiều. Và những chị em mà mình mới, đúng không ạ, như là chị Lê An kia, mình mới như vậy, mình chưa biết kiến thức sức mạnh thức hoặc là mình có hiểu rồi nhưng mà mình ứng dụng mình chưa có kết quả lớn, thì anh chị của mình có thể là mình hỏi lại anh chị mà mình đã gửi link cho mình để mình nói chuyện với họ nhiều hơn. Bởi vì những cái anh chị em đó, đúng không ạ, là những người mà đã có kết quả lớn rồi, thế giúp anh chị có mình sẽ hiểu kiến thức hơn này, và thứ hai là giúp anh chị ứng dụng mình tại cái lợi nhuận hơn. Và khi mà mình học tập mà mình đạt được cái lợi nhuận như vậy thì chắc chắn là anh chị sẽ có cái năng lượng, anh chị có cái sự mình thích thú mình học tập hơn rất nhiều, đúng không ạ? Tại vì là khi mà học có thể là mình cảm thấy rất là năng lượng ngày một ngày hai, nhưng mà liệu rằng mình không tạo ra tiền thì có lẽ rằng là sẽ không có ai ngồi đây để mình nghe và mình học tập những kiến thức này, đúng không ạ? Thế nên là anh chị cần phải mình ứng dụng để mình có kết quả trong chính bản thân anh chị ha. Rồi đó là cái cách thứ hai để chị có thể là mình sử dụng cái bí kíp số 2, được chưa ạ? Và bí kíp số 3 đó chính là kiến thức là vô tận. Vậy thì có 3 loại kiến thức chị. Thứ nhất đó là đã biết và đã sử dụng, như là toán lý hóa này. Và kiến thức số 2 đó chính là kiến thức mà đã biết nhưng mà không sử dụng. Ví dụ như là kiến thức về tiếng Anh này, tiếng Đức này, tiếng Tây Ban Nha này, tiếng Bồ Đào Nha, đúng không ạ? Anh chị có biết đấy, nhưng mà thật sự ra là thường thường anh chị chỉ có học những cái tiếng mà phổ biến nhất là về tiếng Anh thôi chị. Có những cái tiếng đó thì mọi người cũng biết, nhưng mà thường thường là mọi người sẽ không hay sử dụng nhiều, đúng không ạ? Và cái kiến thức thứ ba đó chính là kiến thức mà không biết và cũng không sử dụng, như là những cái kiến thức mà tất cả những người thành công biết nhưng mà anh chị không biết, đúng không ạ? Bởi vì ở ngoài kia giống như là rừng, ở trong rừng Amazon có con gì hay là có những cái có cái điều gì anh chị có biết không ạ? Nếu kể cả anh chị biết hay không biết nhưng mà nó vẫn đang tồn tại. Và cũng như vậy, kiến thức đó là vô tận anh chị. Những cái kiến thức mà ngày hôm nay, đúng không ạ, hoặc những kiến thức mà khi mà anh chị được nghe những người thành công người ta chia sẻ, đúng không ạ, hoặc là anh chị chưa bao giờ được nghe những người thành công chia sẻ, thì chắc chắn đều rằng là những kiến thức là vô tận và sẽ có rất nhiều kiến thức mà người giàu biết mà mình không biết. Thế nên là mình khi mà chị biết một cái kiến thức hay được một ai đó chia sẻ thì mình hãy đón nhận và mình hãy thật là cởi mở và mình hãy học tập như một ly nước rỗng để giúp anh chị có thể là mình có được thêm cái nhiều thông tin, nhiều kiến thức hơn. Bởi vì khi mà có rất nhiều anh chị đúng không ạ, hay mình hay bị đóng tư duy ấy, cứ nghĩ rằng là những cái kiến thức này, cái kinh nghiệm, trải nghiệm cũ, mình nghĩ là mình có nhiều kiến thức rồi, mình có nhiều kinh nghiệm rồi. Và người thường thường mọi người hay nói cái cụm từ là tôi biết rồi anh chị. Thật ra anh chị, nếu mà chị nói rằng là tôi biết rồi thì có lẽ rằng là anh chị đã thật sự đã rất thành công rồi. Bởi vì ngay cả bác tỷ phú bác Donald Trump, đúng không ạ, hay là bác Warren Buffett, hiện nay là tỷ phú bác Donald Trump đang là cựu tổng thống Mỹ rồi, hay là tỷ phú bác Warren Buffett, đúng không ạ, bác 90 tuổi rồi, bác vẫn còn đang học tập, đang còn tự nghiên cứu. Tại vì khi mà bác trở thành tỷ phú rồi thì không ai dạy được bác nữa, mà chỉ là bác tự học và tự nghiên cứu với chị, đúng không ạ? Đến thời điểm này khi mà bác lớn tuổi như vậy rồi, bác vẫn còn đang tự học và tự nghiên cứu như vậy. Thế nên là kiến thức là vô tận anh chị ha. Thế nên là mình hãy đón nhận, nếu mà anh chị nào mà mình có cái tư duy mở này, mình sẵn sàng mình học tập, mình sẵn sàng mình đón nhận những kiến thức mới. Và khi mà mình đón nhận như vậy thì chắc chắn là rằng là anh chị sẽ có cái kiến thức tổng quan hơn rất nhiều. Bởi vì khi mà chị muốn kinh doanh bất kỳ một cái lĩnh vực, một cái ngành nghề nào, thì chắc chắn là anh chị cần phải có cái kiến thức tổng quan. Thường thường mọi người hay có một cái tư duy rất là hay, đó chính là chỉ là khi mà kinh doanh, đúng không ạ, chỉ cần mình nhập hàng thì mình về bán. Nhưng mà thực ra nó không hề đơn giản như vậy anh chị, đúng không ạ? Khi mà chị muốn kinh doanh thành công thì nó cần rất là nhiều, anh chị cần phải có rất nhiều kiến thức, có rất nhiều tư duy.
và phải cần có rất nhiều cái kinh nghiệm như trải nghiệm từ những người thành công đúng không ạ, còn có mối quan hệ chất lượng với những người thành công thì nó mới giúp anh chị đạt được cái sự thành công cho cái công việc của mình được. Nếu mà mình nghĩ rằng là mình chỉ một điều một chút là chị nhập hàng chị phải bán thì có lẽ rằng là chị là người không có kiến thức. Bởi vì thường thường mọi người thường nghĩ cái đơn giản. Trước đó bạn Trang cũng là một một người như vậy. Khi mà mình không có kiến thức, không có mối quan hệ, không có cái kinh nghiệm trải nghiệm thành công gì, mình ngay lập tức mình nghĩ rằng là người ta thành kinh doanh thành công thì ngay lập tức là mình nhập hàng về bán đấy chị, và mình không có một cái kiến thức gì cả. Và khi mà mình thất bại rồi thì mình lúc đó mình vẫn không hiểu được đâu chị. Bởi vì khi mà mình thất bại làm sao mình hiểu được là mình lý do vì sao mình thất bại đúng không ạ? Chỉ khi là mình hỏi từ những người mà đã thành công hơn mình, người ta chia sẻ mình thì mình mới biết được thôi anh chị. Và thì đó khi mà Trang nâng cao học tập, nâng cao tư duy mình lên, Trang mới hiểu rằng là tại bởi vì mình không có kiến thức, mình chỉ bám lên những thứ mà mình thích. Và bác Warren Buffett đúng không ạ, bác có chia sẻ rằng là nếu những cái thứ mà mình thích chỉ là những cái thứ mà mình thích, và những cái thứ mà cả thế giới thích, thì đó mới là cái nhu cầu, đó mới là cái công việc kinh doanh của anh chị. Thế nên là khi đó Trang rất là thấm cái tư duy này anh chị. Và khi đó thì thay vì việc mà Trang cứ mình đi tìm cái lĩnh vực mới để cho mình là mình kinh doanh, thì khi đó Trang đã dành thời gian để mình học tập, để mình dành thời gian để mình phát triển bản thân mình trước. Khi mà mình nâng cao tư duy trí tuệ và khi mà mình có kiến thức về chị, thì kể cả anh chị kinh doanh lĩnh vực gì anh chị cũng thắng, anh chị kinh doanh lĩnh vực gì anh chị cũng tạo ra một cái dòng lợi nhuận cho mình. Thế nên là mình không nên đúng không ạ, khi mà chị mà mình chưa có kiến thức thì mình hãy dành thời gian để mình đầu tư tiền cho anh chị, đầu tư thời gian trước khi đầu tư tiền để chị có cái kiến thức trước đúng không ạ. Bởi vì anh chị phải thử nghĩ đi đúng không ạ, tất cả những người thành công thì người ta thực sự là người ta có tư duy, người ta có tư duy rất là cao. Thế nên là khi mà người ta nhìn thấy những cái cơ hội xung quanh họ đều là những cơ hội rất tuyệt vời, và họ thấy rằng là đây là cơ hội giúp cho họ phát triển. Còn khi mà anh chị mà không có kiến thức thì anh chị nhìn đâu cũng là cái sự rủi ro, nhìn đâu cũng là sợ người ta lừa. Tại bởi vì anh chị không có kiến thức nên anh chị không nhịn được đâu là cái cơ hội tốt, đâu là cơ hội rác anh chị. Thế nên là mình cần phải có kiến thức anh chị ha. Và mình hãy đón nhận cái kiến thức. Có thể là anh chị nghe ngày 1, ngày 2 chị chưa dễ hiểu, nhưng mà chị cứ là ghi chép lại, cứ nạp thật nhiều vào. Đến khi mà tư duy chị tăng lên thì chị sẽ ngộ ra và chị sẽ hiểu hơn rất là nhiều, được chưa? Vậy thì cũng có 3 mức độ học tập. Thứ nhất đó chính là cần ai đó dạy cho mình. Vậy thì thế giới thì luôn luôn phát triển anh chị. Thế nên là nếu mà cần ai đó dạy cho mình thì liệu rằng, đúng không ạ? Liệu rằng là thế giới có thể phát triển được không anh chị? Chắc chắn là thế giới sẽ là đi lùi đúng không ạ? Bởi vì khi mà trò còn không giỏi bằng thầy, đúng không ạ? Tức là cũng phải chờ thầy chia sẻ thì chắc chắn mình hiểu rằng là không thể nào mà phát triển được. Vậy thì sẽ có cái mức độ thứ hai, đó chính là tự nghiên cứu và tự phát triển. Như vậy thì thế giới thì luôn luôn phát triển. Nếu mà chị chỉ là tự nghiên cứu và tự phát triển thôi thì thế giới sẽ là đi ngang, được chưa? Thế giới sẽ đi ngang. Thế nên là có cái mức độ thứ ba, đó chính là mình phải học một mà ngộ ra 10. Bởi vì khi mà chị nghe những cái kiến thức từ những người thành công, người ta chia sẻ một thôi, anh chị phải ngộ ra rất là nhiều. Bởi vì nếu mà chị không ngộ ra đúng không ạ, thì có lẽ rằng là làm sao mà có thể là thế giới phát triển được đúng không ạ. Thế nên là hiện tại thì thế giới vẫn đang luôn luôn phát triển, và thế hệ trước thế hệ sau đúng không ạ, luôn luôn giỏi hơn thế hệ trước. Thế nên là anh chị cần phải đọc một và ngộ ra 10. Khi mà được nhóm trưởng hay là tất cả những người thành công họ chia sẻ đúng không ạ, thì thay vì đó thì anh chị ở nhà mình cần phải học tập và nghiên cứu thêm, được chưa? Khi mà mình dùng đòn bẩy trí tuệ từ những người thành công hơn mình rồi thì mình cũng phải tự học, tự nghiên cứu, thì nó sẽ là cái con đường nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn để cho mình thành công. Còn nếu mà mình chỉ là tự học thôi anh chị thì nó đúng nhưng mà nó chưa đủ. Tại vì đôi khi mà chị gặp nút thắt hay gặp cái thắc mắc gì, anh chị đâu có thể nào mà giải thích được đúng không ạ? Và thứ hai nữa là khi mà mình dùng từ những cái kinh nghiệm, những cái sự kiến thức thành công từ những người thành công này, những kinh nghiệm trải nghiệm thành công, thì như vậy thì anh chị sẽ phát triển hơn rất là nhiều, được chưa? Và đó là cái bí kíp số 3, kiến thức là vô tận. Và kiến thức thứ tư đó chính là bí kíp thứ tư đó chính là môi trường. Cái tư duy là hay Trang rất tâm đắc, đó chính là một cái thanh củi tươi đúng không ạ, một cái thanh củi tươi ném vào đám cháy rừng, cho dù là cái thanh củi đó rất là khó cháy nhưng mà lập tức là làm sao ạ, nó cháy rực lửa. Nhưng mà cái thanh củi mà đang cháy rực lửa ném xuống nước lập tức nó tắt và chìm xuống nước, thì đó là tác động của môi trường chị. Và ngay trong cuốn sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu thì tỷ phú bác Donald Trump, bác có chia sẻ tư duy đó là có rất nhiều người kia đúng không ạ, rất là nhiều người giàu, mong muốn giàu, khát khao giàu, nhưng không thể nào mà giàu được là bởi vì họ thiếu môi trường. Anh chị có để ý không ạ, nếu mà chị mà đang làm công việc ổn định đi thì có phải là anh chị đang có cái mục tiêu lớn hơn cái môi trường mà chị đang học tập, đang làm việc không ạ?
Tại vì giống như cái việc là khi mà chị đi làm công việc ổn định đi, cái mức lương chỉ có 9 đến 10 triệu thôi đúng không ạ? Nhưng mà cái mục tiêu chị lớn hơn làm sao ạ? Anh chị đi du lịch vòng quanh thế giới này, anh chị muốn là ở ở nhà biệt thự, hay là anh chị muốn là trở nên thành công giàu có đi đúng không ạ? Thì khi mà chị làm cái mức lương ổn định ở với cái môi trường ổn định như vậy, thì liệu rằng là có giúp anh chị đạt được cái mục tiêu đó hay không, đúng chưa ạ? Và thứ hai nữa là nếu mà chị mà ở cái môi trường đó quá lâu thì anh chị sẽ bị đồng hóa với những cái mối quan hệ đó, anh chị sẽ bị ảnh hưởng những cái tư duy đó rất là nhiều. Và thế nên là mình ngày xưa các cụ có câu anh chị đó là chọn bạn mà chơi đấy anh chị. Đó chính xác là nếu mà chị mà chơi với những cái người những người mà cùng tư duy anh chị, thì anh chị sẽ cái mức thu nhập của chị sẽ bằng với cái thu nhập của họ. Còn nếu mà chị mà chơi với người giỏi hơn, những người mà có năng lực hơn này, những người giàu hơn, mạnh hơn anh chị thì sao ạ? À, chắc chắn bây giờ rằng là anh chị sẽ học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, và dần dần đúng không ạ? Thì khi mà chị hỏi các bí kíp thành công từ họ rồi thì chắc chắn là anh chị sẽ là người thành công tiếp theo. Còn nếu mà chị mà chơi với 5 người trộm cắp thì sao? Thì tương tự là anh chị sẽ là những người trộm cắp sự tiếp theo, được chưa ạ? Thế nên là anh chị cần phải làm sao ạ? Mình cần phải chọn đúng với môi trường, chọn cái môi trường nào mà giúp anh chị có thể mình phát triển được, nâng cao cái tư duy trí tuệ này. Và thứ hai nữa là giúp cho mình đạt được cái hoài bão, cái ước mơ của mình. Bởi vì khi mà chị có cái mục tiêu là mình trở thành một triệu phú đi, đúng không ạ? Thì khi mà chị cũng phải là ở những cái mối quan hệ xung quanh mình có những cái người bạn cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng chí hướng và cùng cái mục tiêu, hoặc là cái mục tiêu lớn hơn mình, thì khi đó chị mới có thể là mình với cái mục tiêu đó thì mình mới là dễ dàng để mình đạt được. Còn nếu như mà làm sao ạ? Còn nếu như mà mình cứ ở với cái môi trường mà có cái mục tiêu họ rất là nhỏ và họ không có cái sự khao khát gì, mà họ chỉ có cái suy nghĩ là về mức lương, về ổn định thôi chị, thì có lẽ rằng là họ sẽ kéo chị xuống này, và thứ hai nữa là sẽ không thể nào mà giúp anh chị đạt cái mục tiêu của mình. Và thế nên là anh chị cần phải chơi với những người là sao ạ, những người chất lượng, được chưa ạ? Những cái mối quan hệ chất lượng giúp anh chị có thể mình phát triển và để mình thành công hơn, được chưa ạ? Vậy thì đó là cái bí kíp số thứ tư, và bí kíp số 15 đó chính là mô phỏng người thành công. Mô phỏng người thành công. Vậy thì trong cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi của tỷ phú Anthony Bean thì bác nói rằng đó chính là cách nhanh nhất để thành công về tài chính, đó là tìm người mà đã thành công rồi và bắt chước cách anh ấy, cô ấy đối xử với đồng tiền như thế nào, rồi bạn sẽ tìm thấy quyền lực. Cái câu này tương tự như là cái quy luật hấp dẫn ấy chị, mình chơi với 5 người nghèo mình sẽ là người nghèo thứ 6, còn mình chơi với 5 người giàu thì mình sẽ là người giàu thứ 6, đúng không ạ? Thế nên là anh chị muốn là sau này mình muốn thành công, khi anh chị thành công rồi anh chị muốn là trở thành ai, thì anh chị hãy mô phỏng họ. Anh chị có thể là mình nhìn những người thành công, đúng không ạ? Để khi mà chị mô phỏng từ cách cách tư duy trí tuệ, cách họ thành công như thế nào, đúng không ạ? Và khi mà chị mô phỏng từ cái phong cách của họ như vậy thì anh chị sẽ làm sao chị sẽ rất là dễ dàng, anh chị rất là dễ dàng để mình từng bước để mình đạt cái thành công của mình. Và tỷ phú bác Donald Trump thì bác nói rằng, đúng không ạ, nếu mà bố tôi, đúng không ạ, không dạy tôi về đầu tư trong kinh doanh thì tôi Donald Trump thì không nằm trong danh sách câu lạc bộ những nhà tỷ phú la. Vậy thì anh chị cần phải xem là những cái người thành công anh chị muốn mô phỏng là ai. Vậy thì khi mà chị mô phỏng từ họ như vậy thì anh chị sẽ có động lực hơn này, và thứ hai nữa là anh chị sẽ có niềm tin hơn rất là nhiều. Và khi mà Trang rất là thời điểm đó thì Trang không hề biết đến tỷ phú Bắc Đoan Trang anh chị, bởi vì mình không bao giờ mình học sách. Nhưng mà khi mà Trang học tập cùng với nhóm học tập thì Trang rất là ngưỡng mộ những chị nhóm trưởng và những người thầy, những người mentor của mình. Và khi đó Trang rất là thích cái cách mà họ chia sẻ và cái cách thần thái của họ, những cái phong cách của họ. Và ngay lập tức là Trang đã mô phỏng họ và Trang liên tục nghĩ đến họ này. Và thứ hai nữa là mình học tập từ cái cách mà họ chia sẻ cái kinh nghiệm thành công, cái trải nghiệm thành công. Như vậy thì Trang đang mô phỏng từ những người thành công. Thì mỗi người một cái tính cách, đúng không? Mỗi người mà muốn mô phỏng từ những người thành công khác nhau. Thế nên là chị hãy tìm hiểu và để chị có cái năng lượng và chị sẽ có cái động lực để mình có thể làm tập trung vào cái mục tiêu của mình, được chưa ạ? Và cái bí kíp số 16 chính là ngôn từ mang lượng tích cực một chiều. Vậy thì khi mà chị cần phải cẩn trọng trong từng cái ngôn từ, từng cái lời nói của mình, bởi vì là khi mà cái miệng của chị, đúng không ạ, nó sẽ gần tai chị hơn. Thế nên là người đầu tiên nghe nhanh nhất, ngắn nhất đó chính là anh chị. Thế nên mình cần phải cẩn trọng trong từng cái ngôn từ của mình. Và khi mà chị nói ngôn từ, mình hãy thay đổi ngôn từ tích cực một chiều, bởi vì tiềm thức sẽ lắng nghe chị nói. Và khi mà chị nói những điều không tích cực, đúng không ạ, ngay lập tức là nó sẽ tiếp nhận này, và nó sẽ thực thi cái mục tiêu đó. Thế nên là mình cần phải cẩn trọng trong từng lời nói, suy nghĩ và hành động chị ha. Được chưa ạ? Anh chị hãy nói chậm mà nói đúng tư duy.
Và bí kíp số 17 đó chính là biết ơn kiến thức. Vậy thì giống như là khi mà anh chị nhờ ai đó đi đúng không ạ? À, sorry anh chị, khi mà một ai đó nhờ anh chị đi, thì khi mà anh chị làm xong cái việc cho người ta rồi, thì người ta không cảm ơn anh chị, thì là sao anh chị có muốn là giúp họ, giúp đỡ người ta nữa không? Chắc chắn là không đúng không ạ? Thế nên là kiến thức cũng như vậy. Và khi mà anh chị ra quyết định một cái mục tiêu nào đó, mà kiến thức đã hướng cái mục tiêu cho anh chị rồi, thế nên là chị cần phải cảm ơn kiến thức. Và khi mà chị cảm ơn kiến thức như vậy thì kiến thức sẽ hưởng ứng yes and more, hưởng ứng và cho thêm. Như vậy thì khi mà chị đạt những cái mục tiêu khác thì kiến thức sẽ hưởng ứng và giúp anh chị đạt cái mục tiêu của mình nhanh hơn rất là nhiều, được chưa? Và cái bí kíp số 18 đó chính là sử dụng quyền năng của kiến thức. Đó chính là khi mà chị muốn hỏi này, hay chị gặp cái nút thắt gì, hay chị làm công việc gì, thì anh chị luôn luôn mình đặt câu hỏi quyền năng, tức là ngay bây giờ, ngay lúc này, kiến thức hướng cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để giúp anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Và cái mục tiêu đó là cái mục tiêu gì thì anh chị hãy nói rõ ràng, cụ thể ra để giúp anh chị kiến thức hướng cho chị các dấu hiệu. Và anh chị nhớ nhá, kiến thức cho anh chị các dấu hiệu chứ không phải là mang trực tiếp mang tiền cho anh chị, để giúp chị đạt cái mục tiêu đó. Và mang cái nguồn lực là cái con người chị, là cái con người mà giúp chị đạt được thực thi cái mục tiêu mình. Thế nên là anh chị cần phải đọc được các dấu hiệu. Có những chị làm mới đúng không ạ, mình không nhận diện được thì mình cần phải hỏi những chị ống trưởng để giúp cho mọi người có được cái hiểu hơn này, và nên là mọi người có kết quả nhanh hơn anh chị ạ. Và đó là cái bí kíp số 18. Và bí kíp số 19 đó chính là so sánh theo chiều dọc và so sánh theo chiều ngang. Vậy thì so sánh theo chiều dọc đó chính là anh chị hãy so sánh với chính mình. Thứ nhất là nếu mà chị có thể là suy nghĩ là ngày hôm nay đó, tôi của ngày hôm nay là tốt hơn tôi của ngày hôm qua. Đó là cái cách để chị so sánh theo chiều dọc. Còn nếu chị nào mà mình cảm thấy là mình càng ngày càng giỏi hơn đúng không ạ, càng ngày mỗi một ngày thì mình càng phát triển hơn, và mỗi một ngày mình càng thấy là mình giỏi hơn mỗi ngày, như vậy thì anh chị có thể so sánh theo chiều ngang, đó chính là so sánh người bằng mình là người hơn mình. Thật ra anh chị, nếu mà so sánh bằng người bằng mình ấy, thì mình sẽ có một cái Lan Trang cảm nhận, Lan Trang là có cái sự ghen tị trong cái suy nghĩ nội tâm của mình. Thật ra là khi mà giống như là cái việc là khi mà mình nhìn thấy một cái người bằng mình đúng không ạ, người ta cũng có cái hoàn cảnh này, cũng có trước đó cũng làm cái nhiều lĩnh vực như mình, mà tại sao bây giờ đúng không ạ, người ta có sự thành công hơn mình, thì mình có cảm giác là bản thân mình vẫn không phục anh chị. Bản thân mình có cái khi gì đó mình không thể nào mà thuyết phục được chính bản thân mình là mình ngưỡng mộ họ. Như vậy thì nếu mà mình mà ghen ghét đố kỵ với một người thành công nào đúng không ạ, thì chắc chắn hiểu rằng là mình đang ghen ghét với thành công của chính mình. Thế nên là thay vì nếu mà chị cảm thấy là so sánh người bằng mình, mà chị cảm thấy là một cái điều gì đó rất là ngưỡng mộ họ, cảm thấy là rất là yêu quý họ, thì anh chị có thể so sánh. Còn nếu mà chị có cảm giác là mình có cái sự đố kỵ này, có sự mà bản thân mình không thể nào mà thuyết phục được chính bản thân mình đúng không ạ, thì anh chị có thể so sánh những người hơn mình, những người thành công hơn mình, như là những người như là tỷ phú bác Donald Trump này đúng không ạ, hay là bác Warren Buffett này, hoặc là những người mà hay là những anh chị ông trưởng đúng không ạ. Thì khi mà chị nhìn thấy những người hơn mình như vậy, có cái thành công vượt bậc nhưng hơn mình như vậy, thì anh chị sẽ có cảm giác là mình ngưỡng mộ hơn này, và mình cảm thấy rất là yêu mến và yêu quý họ, và nhìn thấy họ cái thành công gì anh chị cảm thấy là rất là hạnh phúc, như là chính cái thành công của mình, thì anh chị có thể mình so sánh đúng không ạ. Còn nếu mà chị trong cái suy nghĩ của mình vẫn có một cái gì đó anh chị cảm thấy là chưa được thuyết phục, mình vẫn còn có sự đố kỵ, thì có lẽ rằng là anh chị cần phải chuyển đổi ha, mình cần phải chuyển đổi, anh chị cần phải linh hoạt. Là nếu mà mình so sánh từ tôi của ngày hôm nay tốt hơn tôi của ngày hôm qua đúng không ạ, mà chị cảm thấy là mình mỗi ngày mình một giỏi hơn, thì mình hãy có thể so sánh theo chiều ngang, là có thể so sánh người bằng mình là người hơn mình, được chưa ạ? Anh chị làm sao mà mình so sánh ấy, mình so sánh cảm giác là bản thân mình nó sẽ không bị cảm giác là kiểu ghen ghét này. Thứ hai nữa là có cái sự nỗ lực ấy chị, nghĩa là kiểu là ngoài miệng thì mình cứ kiểu là mình rất là ngưỡng mộ, nhưng mà bên trong mình thì cảm giác là mình không bị mình không thích họ ấy, kiểu vậy. Thế nên là anh chị cần phải là so sánh những người mà chị cảm thấy rất là ngưỡng mộ này, ngưỡng mộ ở trong tâm hồn, trong suy nghĩ của mình ra, và mình rất là yêu quý, mình rất là thích họ, thì như vậy là chính xác là anh chị có thể là mình so sánh theo chiều ngang và theo chiều dọc, tùy theo từng cái mức độ của chị ha, được chưa ạ? Vậy thì đó là cái bí kíp số 19. Và bí kíp số 20 chính là anh chị luôn đặt ra những mục tiêu lớn tiếp theo. Chính xác rồi anh chị, trong một tháng thì khi mà chị đặt mục tiêu rồi, và khi mà anh chị đến ngày mùng 10 đúng không ạ, anh chị đạt được mục tiêu lần 1, thì những cái mục tiêu lần 2, lần 3, lần 4 thì anh chị đặt tiếp đến khi nào mà chị đạt được hết tháng đi, đến ngày 30, 31 đi, được chưa ạ? Thì anh chị cần phải đặt ra những mục tiêu lớn tiếp theo để có thể tiềm thức hưởng ứng và giúp anh chị hút được anh chị các nguồn lực lớn hơn. Và khi mà anh chị làm mà học tập nghiêm túc anh chị, thì trong một tháng mình hoàn toàn mình có thể là mình đạt được cái mục tiêu lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 là hết sức bình thường anh chị.
thời điểm khi mà Trang nhớ là có thời điểm mình rất là chăm anh chị, mình đạt được cái đặt đến ngưỡng là 100 một tháng, mình đạt được mục tiêu là 4 lần anh chị, đạt mục tiêu lợi nhuận là 4 lần. Nhưng mà về sau Trang có một cái sự là ngủ quên chiến thắng, là khi mà mình học tập nghiêm túc anh chị, thì khi mà mình tăng ghi mà mình học tập ghi chép rất là nhiều, và mình có cái suy nghĩ là à tháng nay mình học rồi, mình học nghiêm túc rồi, thì tháng sau mình không cần phải học nữa chị. Một cái tư duy rất buồn cười anh chị, là mình nghĩ rằng là à mình nghĩ là mình học như thế là mình đủ rồi, thì là tháng sau mình không học nữa. Và ngay lập tức anh chị, tháng sau là Trang khi mà đã có suy nghĩ là mình thường thường là mình sẽ có khuynh hướng là mình hành động theo, đúng không ạ? Thì khi mà mình học tập trên Zoom một cách rất là hời hợt, có trên Zoom, có mặt trên Zoom, nhưng mà không biết là tâm hồn để đâu anh chị, và mình cũng không có ghi chép nhiều. Và thứ hai nữa là mình cũng không học tập, không nghiên cứu nhiều nữa, mà mình chỉ là học một cách hời hợt đấy. Thì đến khi mà cái kết quả rõ ràng là đến ngày mùng 10 anh chị, thì mình khi mà mình đo lường ra cái mục tiêu lợi nhuận của mình chỉ đâu đó đạt được đó vài triệu thôi. Và khi đó bản thân Trang đã tỉnh ngộ lại là à thật ra những cái tư duy đó chỉ là những cái tư duy mà mình đang đi mượn thôi anh chị. Nhưng cái kiến thức đó vẫn đang còn là kiến thức của các tỷ phú lang, vẫn chưa phải kiến thức gốc rễ của chính mình. Thế nên là chị có thể là mình rút ngắn, mình có thể mình rút ra cái bài học của Trang, đó chính là mình hãy học tập, mình hãy học tập làm sao mà chị ứng dụng vào trong cái công việc của mình này, và mình học tập thật là nghiêm túc. Và mỗi một ngày, đúng không ạ, mình cần phải học tập, tự học tập này, tự nghiên cứu, để khi mà chị hãy biến những tư duy gốc rễ của những người thành công thành tư duy gốc rễ của chính mình. Và khi mà chị biến những cái tư duy gốc rễ đó thành cái tư duy gốc rễ của chính mình, thì khi mà kể cả chị đôi khi là chị hơi chỉnh mảm chút xíu, nhưng mà cái tư duy đó vẫn còn trong cái tư duy của chị, nền tảng của chị, được chưa ạ? Còn nếu mà chị nghĩ rằng là ngày 1, ngày 2, 1 tháng, 2 tháng mình học là mình biết hết rồi, và tháng sau nữa mình không học nữa, thì có lẽ rằng là cái tư duy chị sẽ bị giảm xuống, được chưa ạ? Thế nên là mình cần phải học tập để mình tăng tư duy mỗi ngày. Bởi vì nếu mà tư duy chị giảm thì nó sẽ kéo theo là lợi nhuận cũng như là cái doanh số trong cái công việc của chị nó cũng sẽ giảm xuống, được chưa ạ? Thế nên là mình cần phải duy trì việc học tập và mình vừa làm việc, thì thưa anh chị có thể là mình có kết quả tuyệt vời hơn rất là nhiều, được chưa ạ? Rồi đó chính là 20 bí kíp mà ngày hôm nay Trang đã chia sẻ. Thì không biết là nhé chị, là khi mà Trang chia sẻ nhanh như vậy thì không biết anh chị cũng có dễ hiểu hay không? Ở Trang mời tất cả chị mình uống nước ha. Giờ còn rất là sớm đúng không? Thì không biết là những chị trong Zoom mình có muốn chia sẻ kiến thức ngày hôm nay không, hay là những mọi người đã có ứng dụng những cái bí kíp gì trong cái công việc của mình? Hay chị ngãi mùi đi đúng không ạ? Hôm nay thì chị có thể chia sẻ là những cái kiến thức mà ngày hôm nay mọi người hay là chị có ứng dụng trong cái công việc của mình như thế nào, thì chị có thể là mình chia sẻ ra để mọi người cùng có những cái kinh nghiệm để mọi người có thể là mình tự ứng dụng trong cái công việc của mình, đúng không ạ? Tại vì giờ còn rất là sớm ấy. Hay là chị Nguyệt Tú hay là bạn Nguyễn Trung? Chị ngãi mùi đi đúng không ạ? Thôi chị mở mic ra chị chia sẻ mọi người đi chị. Tại vì là nói tập mình cũng chỉ có nhé chị mình thân thiết thôi. Xin chào nhóm trưởng Huyền Trang và các anh chị em trong nhóm học tập nhé. Thì ngày hôm nay thì cũng như mọi ngày mình ứng dụng những cái 6 bước làm hàng ngày nè, là lúc nào cũng phải tập trung vào thành công, đặc biệt là khi mà mở mắt ra là phải nói tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Rồi mình tuyên bố 17 tư duy triệu phú. Sau đó là mình đọc 5 niềm tin hỗ trợ cho việc sử dụng sức mạnh tiềm thức. Và sau đó là mình hay đọc những cái câu trong cái sách sức mạnh tiềm thức đó. Là mình hay đọc những cái câu thần chú về thần chú hòa hợp, về trong công việc của mình là hòa hợp với các đồng nghiệp, rồi hòa hợp với khách hàng, rồi đọc những cái câu như là câu thần chú về về tiền đấy. Thì có mấy lần mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức, mà có những lúc mà mình muốn, khi mà mình muốn có tiền quá đấy, thì mình hay đọc cái câu là tôi muốn có tiền, tôi thích có tiền, tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan, xin lời và đúng đắn. Tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền lại sinh sôi kỳ diệu quay trở về túi tôi. Thì mình đọc riết là mình thuộc cái câu đấy luôn mọi người ạ. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt như thế này này, là khi mà mình ứng dụng về cái câu thần chú á, những cái câu thần chú hòa hợp cũng vậy, hoặc là câu thần chú về tiền cũng vậy,
thì khi mà trong lòng mình mà thật sự khao khát á, thì tiềm thức mới hưởng cho mình. Chứ còn mình cứ đọc mà mình đọc cho có thôi thì mình giống như mình đọc cho vui á, hoặc là mình trong trong tâm mình không có khao khát thì cái tiềm thức cũng chưa có thực thi cho mình. Đây có mấy lần mà mình mong muốn quá thì mình cứ đọc, thì tiềm thức hưởng ứng cho mình bằng cách là khách hàng mua hàng nè, còn không thì đi ra đường á, mình tự lượm được tiền luôn. Cái điều đấy mình thấy rất là hay luôn á. Những lúc mà những lúc mà mình khao khát quá đi, là mình đọc hoài luôn, thì kiểu gì hôm sau tiềm thức cũng hưởng ứng. Không có người mua hàng thì có khi đi làm á, mà lượm được tiền, nhiều khi đi trên đường vậy đó, thấy tiền á, hay lắm. Rồi có lúc là tự dưng đi trong công ty cũng có tiền, nhiều khi có những tờ tiền nhỏ 1-2 ngàn, có khi 10 mấy ngàn, có khi mấy chục ngàn, mà mình cũng rất hay lượm được tiền nhá. Từ nhỏ là lượm tiền rồi, nhưng mà hồi nhỏ thực ra là nhiều khi mình nghĩ là chắc là mình cũng hồi đó mình ý là mình cũng đã từng ứng dụng sức mạnh tiềm thức rồi, nhưng mà mình không có hiểu, à mình chỉ nghĩ là mình may mắn thôi. Đấy, có những lúc mình đi ra vườn ấy, ngoài vườn làm gì có tiền, nhưng mà mình cũng vẫn lượm được tiền, hay vậy đó. Rồi nói về cái việc mà lượm được tiền là mình rất hay lượm được tiền, nhiều khi còn lượm được vàng nữa cơ. cảm ơn rất là hay luôn. Rồi đấy là những cái câu mà mình hay đọc, thì đặc biệt là cái câu mà thần chú về hòa hợp, về đồng nghiệp với lại khách hàng, đấy là ngày nào cũng đọc. Thì khi mà mình đọc thì công việc của mình đúng là nó suôn sẻ, với lại khi mà mình có kiến thức á, thì mình biết được cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Thì qua cái bài 20 bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức này nè, thì mình qua đây đó mình biết được rất là nhiều đấy, mình biết được rất là nhiều cái. Thì mình biết làm sao để cho công việc của mình suôn sẻ hơn, mình biết làm sao khi mà mình gặp những cái khúc mắc trong công việc hay là những cái thử thách mà mình không có gỡ rối được, thì mình giống như là mình đang có một cái cộng sự rất là đắc lực, rất là quyền năng ở bên trong mình. Mà bây giờ khi mà mình học á, thì mình khai thác được cái điều đấy, thì nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều trên cái con đường tiến tới thành công và giàu có của mình. Thì hôm nay thì nhóm trưởng Huyền Trang chia sẻ 20 bí quyết sức mạnh tiềm thức rất là hay. Đôi khi nhiều khi đi làm á, thì cái thời gian mà ở công ty á, thì hầu như là có những lúc mà rất là nhiều việc á, mình không có tập trung được nhiều vào cái bức tranh mục tiêu của mình nhé. Thì cái giờ thời gian mà mình đọc sách buổi sáng nè, rồi ôn tập buổi tối á, là một cái thời điểm rất là tốt để mình ôn lại. Đôi khi mình không có nhớ, nhưng mà nhiều khi mình ngồi mình nghe như vậy thì mình được ôn lại mỗi ngày. Rồi có những lúc mà mình không có hiểu á, chứ mình chưa hiểu, thì mình ghi lại theo cái thói quen á, thì mỗi ngày á, là mình sẽ nhớ từng bước mình sẽ nhớ. Thì kiến thức á, cái kiến thức mình học á, thì không phải ngày một ngày hai mà mình nhớ được. Thì mình cứ tưởng tượng như là mình đi trên một con đường mới nào đấy, thì đi lần đầu tiên là mình có thể chắc chắn là mình cũng sẽ gặp ổ gà, hay là mình sẽ gặp cảnh sát đi ha đó. Nhưng mà ví dụ như là hôm nay mình đi con đường đấy, mình đi tới đó mình gặp, nhưng mà ngày hôm sau mình cũng sẽ gặp, tất nhiên là cái lần thứ hai, lần thứ ba là mình sẽ nhớ là cái chỗ đấy có ổ gà, đúng không? Hoặc là khi mà mình bị công an mà bắt mà phạt tiền đấy, là kiểu gì cũng nhớ rất là lâu đấy. Thì cái việc học của mình cũng vậy, mình cứ đi, mình cứ nghe mỗi ngày, rồi mình được tác động vào lời nói, thì mỗi ngày mình sẽ nhớ, hôm nay mình nhớ được một từ, rồi ngày mai mình nhớ thêm được một từ nữa, 2-3 từ. Đôi khi có những ngày mà mình giống như là mình không có nhớ gì hết, cái tự dưng được nghe các nhóm trưởng chia sẻ, à thì tự dưng mình sực nhớ là à cái câu đấy là mình, đôi khi có những lúc mà mình đang gặp bế tắc về cái gì đấy, ví dụ như là hôm nay nhóm trưởng Huyền Trang chia sẻ cái câu mà sử dụng quyền năng của tiềm thức đấy, thì trong lúc mà mình đang bế tắc, mình chưa muốn làm gì, thì nguồn lực đang xuất hiện để nhắc nhở cho mình đây là hãy sử dụng quyền năng của tiềm thức
để mình nhờ tiềm thức là mở cho mình một cái đường nào đấy để mình có một cái ý tưởng mới để mình xử lý cái công việc hiện tại của mình. Thì hôm nay họ 20 bí quyết sử dụng tiềm thức thì rất là hay. Mình tâm đắc ở cái số 11 là tin tưởng nhất quán 100% vào tiềm thức. Thì cái này á, là thường thường mà khi mà mình ở ngoài đời á, nhiều khi có những lúc mình đi làm rồi đi học lo toan công việc thì đôi khi mình không có tập trung. Nhiều khi mình đặt mục tiêu á, mình đặt xong rồi để đấy, mình không có nhớ. Đó thì rồi nhiều khi làm rồi không biết, rồi mình đôi khi mình không nghĩ là đôi khi mình đặt mục tiêu như vậy mình không biết tiềm thức có thực thi hay không. Thì mỗi ngày mình được ôn luyện như vậy à, mình nhớ, mình cứ hoàn toàn đặt 100% vào tiềm thức và cứ để kệ cho tiềm thức, là để cho tiềm thức thực thi. Thì tiềm thức cũng như cộng sự của mình thôi. Khi mà mình mong muốn một cái điều gì đấy thì tiềm thức cũng phải đi ra ngoài để tìm những nguồn lực về cho mình bằng những cái con đường nào đấy. Nên là mình cứ để in kệ cho tiềm thức làm việc. Cái đó rất là hay luôn. Rồi mình cũng cần phải ứng dụng mỗi ngày nè. Mỗi ngày mình ứng dụng, ví dụ như là tập trung vào thành công mỗi ngày, rồi cho tiền vào quỹ tự do tài chính. Cái việc mà cho tiền á, cái việc mà cho tiền á cũng rất là hay nhá. Hồi nhỏ mà khi mà mình học cấp 3 đấy, thì hồi đó là thực sự là nhà thì bố mẹ điều kiện cũng chưa được nhiều, mà hồi đó mẹ hay bán quán mà hay có những cái đồng tiền nhỏ nhỏ đấy. Thì hồi đó mình đi học á thì không có được nhiều đồ mặc như người ta đâu. Đôi khi có một bộ hai bộ mặc thôi, không có như mọi người. Nên là đi ra thấy người ta mặc đồ đẹp, mặc mỗi ngày một bộ á, là ao ước là sau này lúc nào mình cũng có được rất là nhiều đồ đẹp để mặc cho thoải mái đó. Thì hồi đó hay lắm, mình mỗi lần mà mẹ bán hàng á thì mỗi ngày mình cứ rút một tờ 2.000 đó mọi người. mình rút một cái tờ 2.000 mình bỏ vào cái hũ. Nhưng mà hồi đó làm sao mà biết được là bỏ vào quỹ tự do tài chính. Mình cứ lấy, xong mình cứ lâu lâu ngày mình cứ lấy mình rút vào đấy. Bây giờ mình cái việc mà mình bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính một ngày để mình tập trung vào số dư ấy, tự dưng mình nhớ lại cái thời mình đi học cấp 3 đó. Hồi xưa mình cũng làm cái việc đấy, chắc cũng giống như là hồi đó mình cũng đã bỏ quỹ, mình cũng đã biết bỏ vào tiền vào quỹ tự do tài chính rồi. Mỗi ngày có một đồng 2.000, hàng 1.000 thôi. Thì mình nghĩ là mình khi mà mình rút như vậy mẹ không biết. Mẹ không biết, thế là cứ một ngày nó lên một số tiền lớn vậy đó. Xong tự dưng hồi đấy thì không có đồ mặc đấy. Thế là mà mẹ thì cũng nói là cũng chưa có thoải mái nên cũng không có may đồ. Mà đôi khi con gái ở cái tuổi đấy thì lại thấy bạn bè là mặc đồ đẹp đi ra đây chơi, mình cũng thích, mình ao ước. Cái xong rồi cũng một tới một ngày mà cái số tiền đấy nhiều đến mức độ mà mình có thể may được một bộ quần áo luôn á. Cái xong cái tự dưng một ngày mẹ thấy đồ đẹp quá, cái xong mẹ hỏi tiền ở đâu vậy, không nói tiền của con. Của con để dành. Hay lắm. bây giờ mình có tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày á thì mình mới thấy đây là một cái giúp cho mình quản lý được cái dòng tiền mỗi ngày, mình giúp cho mình tập trung vào cái số tiền. Thì mỗi ngày như vậy thì khi mình bỏ như vậy thì số tiền của mình càng ngày càng tăng, thì sau này cái số tiền đấy tăng lên thì mình sẽ giúp mình làm được rất là nhiều việc đấy. Mình dùng để đầu tư vào những mối quan hệ chất lượng nè, dùng đầu tư vào kiến thức nè, rồi cái việc bỏ tiền vào cái tự do tài chính mang lại cho mình rất là nhiều cái lợi ích. Rồi còn một cái tư duy nữa là mình cũng rất là thích, đó là cái tư duy môi trường. Môi trường, cái này là cái thứ bốn. Thứ tư, môi trường thì môi trường là một cái điều mà ảnh hưởng rất là lớn đến cái tính cách, rồi nhân cách, rồi cũng như là cái sự thành công giàu có của một con người. Hồi xưa khi mà mình đi học cấp 3, tức là nói chung là đi học á, thì anh nói rất là nhỏ nhẹ, rồi một chị em hai bác cô bác đi về chào hỏi,
rồi anh nói nhẹ nhàng lắm, nhưng mà sau này á mình đi làm thì khi mà mình học xong thì mình đi làm, mà cái môi trường của mình làm á là một cái môi trường mà làm bên sản xuất thì giống như là con người người ta đấu đá nhau. Trong công việc á là người đi làm á nó không có dễ dàng như mình nghĩ, là mình hình dung là khi mà mình còn đi học ở trường đâu. Vào đấy người ta đấu đá từng cái, đôi khi những cái việc nhỏ nhặt người ta cũng dễ dây xích mích lắm. Thì khi mà mình bước vào một cái môi trường như thế thì ví dụ như là cái ví dụ như là trong một ngày người ta bắt buộc người ta phải hoàn thành xong một cái ví dụ mình là mình hoàn thành xong một cái 10 việc đi ha, thì đó thì có một cái sự trì hoãn để ảnh hưởng đến người ta, làm cho người ta không làm xong là người ta cáu gắt, rồi người ta rất là dễ lớn tiếng và xung đột. Thì khi mà mình, hoặc là hồi đó mình làm mà có cái công việc mà gọi là kiểm hàng là nó thiên về chất lượng, thì khi mà những cái người mà người ta làm cái sản phẩm ra mà chưa có đúng hoặc là lên mà mình nói không nghe là mình rất dễ nổi nóng. Thì khi mà mình ở trong một cái môi trường như thế là lúc nào mình cũng đúng là rất là dễ có nổi nóng, xong rồi bắt đầu mình ăn to nói lớn, cái đó cái điều cái môi trường đấy nó ảnh hưởng rất là lớn đến con người của mình. Giống như là mình đang từ một cái con người mà rời ghế nhà trường rồi ăn nói nhỏ nhẹ mềm mại, tự dưng đi vào một cái môi trường như vậy ăn to nói lớn, đâm ra cái con người của mình á nó cũng giống như là gọi đó, mình cái nói là gọi là thô thiển, ăn to nói lớn đấy. Mà cái đó mình thấy là bây giờ mình mới cảm nhận được là ảnh hưởng ngay chính cho mình, là bản thân mình là bị ảnh hưởng với cái môi trường là sản xuất. Sau đó là bắt đầu mình cũng có một cái khao khát là lúc nào cũng mong muốn là vươn lên, mình không có muốn là ở trong một cái môi trường đấy làm việc nóng nực, nhiều khi nóng đến mức độ mà nhiều khi muốn có một cái quạt đấy không có, làm cho một môi trường nóng bức, rồi thậm chí là mình đi vệ sinh á cứ không đi được lâu đâu, mình đi nhiều cũng không được đó, làm thì đứng suốt ngày nó không có được thoải mái đâu đấy. Xong rồi bắt đầu mình luôn khao khát là mình không thể sống một cái cuộc sống như thế này được, mình phải như những cái những cái người mà mình nhìn thấy là người ta phải ăn mặc đẹp nè, rồi đầm này đầm nọ áo kia nè, rồi nhẹ nhàng nè, khoan thai nè, đó mình không thể như thế được. Thế là đấy là một cái trải nghiệm mà mình thấy được là cái môi trường nó ảnh hưởng rất là quan trọng. Thậm chí ngay bây giờ vì một cái thời gian mà mình làm trong cái môi trường mà sản xuất ở những cái công ty á, thế là bắt đầu mình giữ rằng thậm chí bây giờ cái lời nói của mình á nó cũng to mà nó đánh thép lắm. Cái đó là ảnh hưởng của môi trường đấy, chứ hồi xưa là mình không có vậy, ngay như bản thân mình là bị ảnh hưởng của môi trường đấy. Thế là bây giờ bắt đầu bởi vì là mình mong muốn khao khát là lúc nào mình cũng phát triển cái bản thân mình lên, rồi bắt đầu là mình đi học, rồi mình đi làm, rồi mình đi học thêm, rồi cái vị trí cái công việc của mình nó được nâng lên. Khi mà mình lên làm nhân viên rồi á thì cái bắt đầu cái sự mà gọi là cái sự thô thì nó là những cái gì mà đấu đá bên ngoài bắt đầu nó giảm xuống, bắt đầu mình bắt đầu bình chỉnh lại. Và bây giờ mà để trở lại mà nhẹ nhàng rồi thanh thoát cũng mất một thời gian dài, bởi vì mình đã bị ảnh hưởng rất là lớn vào một cái thời gian là mấy năm về trước đó. Đấy là một cái yếu tố của môi trường đấy, để cho mọi người mình hiểu. Thì thật là may mắn là khi mà mình sau khi mà mình cảm thấy là hiện tại bây giờ cái môi trường công ty của mình nhá đang làm á thì thực sự là nó cũng tốt đối với mình. Thực sự là đi làm nhiều khi mình nghĩ là đi làm 9 tiếng, nhưng mà mình đôi khi mình có cảm giác mình làm 4 tiếng hay 5 tiếng thôi, hoặc là có khi làm 2 đến 3 tiếng thôi, nhưng mà cái công việc đấy cái thu nhập nó chỉ tới đó thôi, nó không có giúp mình cho mình phát triển hơn được. Đôi khi những cái thứ như là giấy bút hay văn phòng phẩm á thì mình không phải mua, tại vì công ty mua hết mà, những cái đó là thoải mái lắm, mình không phải, thậm chí nó còn hỗ trợ cho cái việc học của mình bây giờ. Nhiều khi mình thực sự là mình đang ngồi đây học, nhưng mà giấy bút ở văn phòng công ty là thậm chí cái viết highlight này là mình, tức là mình không phải mua, tại là công ty mình order công ty có hết mà. Nhưng mà ví dụ như là mình phải tính xa hơn, để mình có những cái phát triển vượt bậc thì mình phải cố gắng và học tập phát triển tăng tư duy hơn nữa thì mình mới có kết quả được điều mong muốn. Chứ bây giờ mà
bây giờ mà lương, ví dụ lương 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 của mình ở một thời điểm này, nhưng mà năm năm 10 năm đến 20 năm nữa là mình nhìn một cái tầm nhìn xa hơn. Đấy, đó là cái tư duy mà nói về tầm nhìn đấy. Thì mình nhìn sếp mình bây giờ lương sếp mình làm có 25 30 triệu. Thì sếp lớn là thoại, sếp lớn là cho 100 triệu đi. Nhưng mà nó cũng chỉ tới đó thôi, mình không phát triển được. Có những lúc mà mình nhận ra là có những ngày mà rất là nhiều việc, rồi mình cũng cố gắng mình phát triển, nhưng mà mình đôi khi mình lại suy nghĩ là à, mình cố gắng mình làm việc chăm chỉ như thế rồi mình cũng chỉ được một lời khen thôi. Đó, mình cũng chỉ được một lời khen thôi, mình không có được gì cả. Mà lương á thì nó cũng không có tăng, lương lúc đấy nó đi ngang mất tiêu rồi. Lương đi ngang rồi. Thì bắt đầu mình may mắn là tự dưng có một cái dịp đám cưới của người bạn. Thì bạn bè của mình á, thì cái này nó lại chuyển sang đến cái đoạn này là mình chuyển sang cái tư duy thứ 19 là so sánh là chiều dọc, mà chiều dọc với chiều ngang. Thì có một lần đó là mình đi đám cưới người bạn, thì người bạn đó là của hồi xưa cùng học cấp lớp 12 với mình. Thì có những người bạn ở ngoài Hà Nội á, người ta bay vào đây người ta dự đám cưới, thì bạn của mình thì cũng nhiều người rất là thành công. Thì mình đi thì mình mới nghĩ là sao bạn mình nữa, là hồi xưa mình cũng chăm học lắm, trong lớp mình cũng chăm rồi, cũng đứng thứ trong lớp, mà sao bây giờ mình làm công ty lương có tháng mấy triệu mà bạn bè của mình đi xe hơi rồi đi nhà lầu, rồi có người thậm chí là có bạn còn cái người bạn mà ngồi cùng bàn với mình đó, thậm chí hồi xưa học cùng khối mà còn phải hỏi mình đó bây giờ đi máy bay vào đây chơi đấy. Thì mình mới nghĩ là tại sao mà là mình lại không bằng người ta. Xong bắt đầu các bạn đi chơi, các bạn mới bảo là mình đọc sách này, mình đọc sách nọ. Trời ơi, mình mới bảo là trong mấy trước đó là một tuần sếp mình mới bảo là đọc sách đi, rồi mình không có nghe, tại vì thường là sách trong công ty là nói về quản lý á. Thế là mình cũng làm lơ. Thế vô tình hôm đấy mình lại gặp những người bạn của mình, thì bạn mình mới khoe là mình đọc sách này sách nọ, rồi một ngày bạn mình mới khoe là một ngày hả, tôi phải dành cho thời gian có khi mấy tiếng rồi được đọc sách. Thế là mình bắt đầu mình cũng cay cú quá, mình bảo thôi, tức là hôm đấy mình ra quyết định luôn mọi người ạ, mình phải đọc sách. Thì một cái cơ duyên nào đấy, thì sau khi mà mình có quyết định là mình phải đọc sách là mình biết tới, tức là sau một cái thời gian ngắn đó là mình biết tới câu lạc bộ luôn đó mọi người. Đấy, tiềm thức rất là vi diệu đúng không? Thì đó, tiềm thức là mang tới bằng cái một cái đường, con đường nào đấy là tiềm thức cho mình, mà mình mang cho mình tới một cái con đường là nhóm học tập. Thì khi mà mình tham gia vào nhóm học tập thì mình bắt đầu mình có những cái mục tiêu rõ ràng hơn. Đó, mình có những mục tiêu lớn hơn. Trước đây thì mình chưa đủ ăn, chưa đủ mặc, thì mình cũng khao khát là sau này có một công việc tốt rồi mình cái ước mơ là nhiều tiền. Nhưng mà nhiều tiền là bao nhiêu mình không biết. Cái mục tiêu của mình nó không có rõ ràng. Đấy, mà trong khi đấy là cái mục tiêu của mình là phải rõ ràng rồi, phải cụ thể. Thì khi mà mình vào cái môi trường á thì mình học được rất là nhiều điều. Mình biết được mục tiêu lớn hơn là bây giờ là có mục tiêu là đi du lịch 200 quốc gia và có tài sản 1 triệu đô. Đây, cái đấy là một cái điều rất là rõ ràng, và khi mà mình đặt mục tiêu như vậy á thì giống như là nó nhắc nhở mình mỗi ngày nghĩ tới cái mục tiêu của mình và là một cái động lực để cho mình càng ngày càng phát triển cao hơn. Thì cái môi trường học tập, nhóm học tập nhà mình á, là cái môi trường rất là tốt để cho mình mỗi ngày mình học hỏi mà mình phát triển lên. Thì đôi khi có những lúc mà mình cũng không được mất tập trung, mà cũng không có được tập trung mọi người, nhiều khi cũng mệt mỏi chứ. Nhưng mà có những người á, khi mà người ta vào, người ta nghe, người ta thấy có những buổi á, thì cảm thấy là tâm trạng của mình không được thoải mái thì mình thấy không hay. Có những người thì ao ra, nhưng mà mình được cái là khi mà mình chưa có một cái gì đấy ràng buộc, tức là mình đang còn tự do, mình đang có thời gian. Cho dù mình được cái hay cái là mình cũng rất là kiên trì, vậy để mình nghĩ là mình là chắc là rất là chăm chỉ luôn á. Mình thấy là mình có hai yếu tố là kiên trì với lại chăm chỉ, là mình rất là nổi trội, nên là cho dù mình có hôm đấy cũng không vui hay là có hôm đấy cũng không hiểu, nhưng mà vẫn vẫn ở lại nghe cho đến cuối buổi và
nhờ được như vậy mà tới ngày hôm nay á, là mình mới ngồi ngồi đây mình có thể là chia sẻ được cho mọi người biết là những cái kinh nghiệm của mình, là những cái mà mình học được. Đó là một cái, đó là cũng là một cái thành công đấy. Cái thành công nó đến từ từ nhiều nhiều nguồn, nhiều cái lắm, chứ không phải là có những người, có những người khao khát về cái tiền bạc quá thì bảo là học thì họ nói là khi mà mình chăm học thì tiền về nhanh, nhưng mà trước khi tiền về nhanh thì mình cũng phải kiến thức phải nạp vào đầu đã. Mình phải rồi lời nói ăn mặc cốt cách tinh thần con người thôi, rồi cái công việc hiện tại của mình nó phát triển thì công việc của mình nó tốt hơn thì mình sau đó rồi mình biết cách thì mình làm bằng cách nào đó là cái điều mình muốn là nó sẽ tới. Thì cái đó là mình nhớ tới là cái việc là mình luôn đặt cái mục tiêu tiếp theo, đó là cái bí kíp số 20 trong sử dụng sức mạnh tiềm thức đó, là mình luôn đặt mục tiêu tiếp theo cho mình. Từ hồi xưa là mình đi học học xong lớp 12 xong bắt đầu mình mong muốn có một công việc tốt hơn, bắt đầu mình đi học học thêm. Mà hồi đó mọi người hồi đó mình khao khát học đến mức độ mà đi bộ luôn đó mọi người, đi 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 làm xong công việc ở công ty đấy, là hồi đó không có xe đạp, không không có xe máy đâu, bắt đầu là đi bộ đi học, xong rồi bắt đầu là xong rồi đi làm thêm, đi về rồi làm giữa đi đi làm thêm ở những cái quán cà phê đấy mọi người. Tức là ngày lễ ngày Tết á thì mình biết là bố mẹ cũng cũng chưa có thoải mái đấy, thì mình thấy là thay vì người ta đi chơi thì mình đi làm thêm, tức là mấy ngày Tết là mình cũng có thêm được một chút ít để mình cũng ví dụ như là mình cũng cho bố mẹ được một ít nè, rồi mình cũng có thêm một cái gì đấy trang trải để mình mình đầu tư vào cái kiến thức của mình nó, rồi mình đi làm thêm ở những cái quán cơm đấy, mình đi làm giữa chén đấy, cho tôi cũng thay đổi, rồi bắt đầu là cũng kiếm được một cái xe đạp đó, rồi bắt đầu cũng đi đi rồi bắt đầu rồi lấy được cái xe máy, bắt đầu mục tiêu càng ngày càng lớn hơn, là bây giờ mục tiêu là đi 200 quốc gia đó, 1 triệu đô rồi đó. Nên là mọi người hãy nhớ 20 bí kíp nhé, là cái bí kíp lần số 20 là luôn đặt ra cái mục tiêu tiếp theo cho mình. Thì hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi nhá. Cảm ơn mọi người là đã nghe. Rồi, rất tuyệt vời đúng không ạ? Tất cả mọi người cho chị gái một tràng vỗ tay. Chia sẻ những cái thay vì mình nghe cái lý thuyết rất là nhiều đúng không ạ? Mình nghe cái sự chia sẻ những cái kinh nghiệm mọi người đã ứng dụng cách tuyệt vời như thế nào. Thì chị sẽ có cái sự thích thú hơn này, và thứ hai có cái niềm tin hơn rất nhiều đúng không ạ? Và chính xác chị, khi mà mình muốn cho tiền tước hướng cho mình nhanh hơn thì trước đầu tiên là mình cần phải học tập trước thì mình mới tạo ra tiền. Thường thường mọi người hay có tư duy ngược là mình phải đạt được cái mình phải có tiền về trước thì sau đó mình mới học tập anh chị. Thật ra ấy, khi mà mình như vậy đang tư duy bị ngược rồi, mình cần phải học tập trước đúng không ạ? Mình phải hiểu được sức mạnh tức là gì đúng không ạ? Tại sao lại có sức mạnh tức đúng không ạ? Khi mà chị học tập như vậy thì mình cần phải hiểu trước thì tiền mới về được. Và thường thường mọi người thì rất là cái kiểu rất là nôn nóng, mình phải muốn là mình có tiền ngay, có tiền luôn. Nhưng mà hỏi ra là anh chị đã tự học hay chưa? Thì thường thường mọi người hay là nói là không đúng không ạ? Chị bận lắm, hay là anh bận lắm thế này thế kia. Thế nên là mình không nên có cái tư duy đổ lỗi này, hay tư duy lý do gì đúng không ạ? Thế nên là mình cần phải học tập trước thì mình mới tạo tiền. Và đó là một vài cái sự trải nghiệm của chị Ngãi Bùi đúng không ạ? Khi mà đầu tiên khi mà chị Ngãi Bùi chia sẻ cái câu chuyện là mình nhận được tiền đấy, thì với Hân Trang thì cái thời gian khi mà mình biết đến là cái việc mà mình bỏ tiền vào trong quỹ dự án chính ấy, thì với Hân Trang cũng có một cái cách đó là mình rất thích đi ra ngoài đường và mình cứ chăm là mình cứ để ý là kiểu gì ngày hôm nay mình cũng nhận được tiền anh chị. Thì khi mà Trang với sự tập trung như vậy thì đường lúc mình đi thì mình không nhìn thấy, nhưng lúc mà mình quay lại thì mình lại thấy chị. Đầu tiên là chỉ nhận được cái một vài tờ về 1-2 nghìn thôi. Về sau thì Trang nhận được cái tờ lớn hơn, đó là cái tờ 20 nghìn đấy chị. Nhưng mà lúc ấy mình rất là vui, và cứ mỗi lần mình ra quyết định là mình nhận được tiền là mình về là khách hàng gõ cửa mua hàng, thì chính xác y như rằng là như vậy chị, có 2-3 ngày sau thôi là tự nhiên là khách hàng gõ cửa mua hàng luôn. Nó rất là vi diệu. Thế nên là khi mà chị ra ngoài đường đúng không ạ, mình cũng nên để ý một chút xíu rồi mình cứ ra quyết định là nhận được tiền đi. Thì khi mà nhận được tiền như vậy thì lại kiếm lại hút cho chị nhiều nguồn tiền hơn nữa. Và trước đó thì mọi người hay có một cái tư duy bị giới hạn, đó là mình sợ mình nhận được tiền là sẽ như kiểu người ta mất đúng chị, người ta mới ném tiền xuống. Mọi người hay có cái nỗi sợ như vậy. Nhưng mà ra chị, nó tiền chỉ là một cái vật trao đổi hàng hóa, một cái công cụ thôi chị. Nó không có cái giá, nó không tốt, nó cũng không xấu. Nó chỉ là nó tốt hay xấu, nó chỉ là cái mục đích mà con người nó sử dụng như thế nào thôi. Thế nên là chị hãy thoải mái cái việc đó là mình nhận được tiền đi.
Bởi vì khi mà chị nhặt được tiền, anh chị cảm ơn tiền và chị yêu tiền như vậy, thì vũ trụ và nhận thức sẽ hiểu rằng là anh chị rất là thích tiền, và người ta sẽ vũ trụ sẽ không hiểu rằng là đây là giá trị lớn hay là giá trị nhỏ, mà chỉ quan trọng là anh chị có cảm xúc với số tiền nhặt được thôi. Và khi mà chị cảm xúc như vậy thì tiềm thức sẽ mang chị có nhiều nguồn tiền lớn hơn nữa. Thế nên là mình cần phải ăn mừng và khi mà chị nhận được tiền, đúng không ạ? Thì chị hãy cảm ơn rất tuyệt vời đấy chị ạ. Thì đó là một vài cách để mọi người có thể ứng dụng sẽ thức để mình có cái kết quả này và mình có niềm tin lớn hơn. Và bây giờ thì cũng không còn sớm nữa, đúng không ạ? Thì ngày mai thì cha xin phép được kết thúc sớm. Vậy thì hôm nay nó cũng còn rất là sớm, nên là chị mình cần phải tự đọc sách này, hoặc mình tự xếp livestream, hay mình tự học thêm, nghiên cứu thêm, và đâu đó thì mình hãy đừng ngủ sớm với chị ha. Rồi, cảm ơn tất cả chị mình đã có mặt trong buổi Zoom tối hôm nay, và cảm ơn giám trưởng chị Xuân Nguyên đã gửi link Zoom và đã đồng hành cùng với tất cả anh chị em để mình học tập nghiêm túc rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả anh chị mình đã có mặt trong buổi tối hôm nay để mình tạo ra một môi trường rất tuyệt vời, để giúp cho mọi người là mình nâng cao chỉ số thông minh hành chính, đúng không ạ? Cùng nhau tiến về mục tiêu lớn của chúng ta, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị em trong buổi livestream, buổi Zoom trong buổi sáng ngày mai nhé.